chứ mà bàn rốt nó chỉ nhận là tây chứ mà tôi chỉ ở bàn ở miền Scotland này bị một ca chứ rồi còn thấy được bàn rốt như thế anh nó thà chỉ nhiệt chuyện nét vào tây xong còn thấy bữa tân chỉ rốt còn đốt chỉ nhiệt vào bao nhiêu chẳng chắc bàn lúc phê tôi chỉ chờ nó không phê chắc chỉ ở sót nay chỉ nhận miền cồn và chỉ nhận miền cồn hay chắc đôi tay ta thành nhiệt nhiệt nước lâu phà thà bục cố để giữ có bệnh đắng bộ cố để dưỡng có bệnh score và nâng lúc ao chỉ nhiệt hay bà rốt tờ tam nhiệt tài dưỡng tay tay sẵn bông rốt rồi ngay rồi cha tay ở tức rồi ngay hai thằng nhiệt ra phòng phí sẵn đá nó nhiệt nhó và nhiệt ra phòng phí sẵn đá nó nhiệt ra mạch lát nhiệt ra phòng phí sẵn đá nó cứ lô rốt phòng phí tờ thằng lươi dưỡng miếng bấy nè tao thằng cào dương miên bấy hay tao khôn dương mùi và tao ấp một phần tao thằng lười dương miên ấy miên là phúc mặt ái nè miên chỉ tá hay nó chỉ tá chỉ đô chỉ tá hay nó chỉ đô chỉ tá tuột cỏ bảy hay tao còn cào dương miên ấy miên cấu miên cháo miên chào tuột cỏ hay lo khôn dương mùi tao ăn ấy đồ ăn một tháng nhiệt bằng phơi sẩn đàn cỏ nhiệt bằng phơi sẩn đàn bờ chất nhiên tầm ăn thì ấy bờ cần tớ đôi chia sai chiêm là bao nhiêu tài phần năm tỷ bờ tài phần năm tỷ cứ sót tài nhiên là bao nhiêu một tái nhiên là bao nhiêu một tiết là cao bình nhiên một phi thường nào đấy cứ miên trào này bờ rong tăng gì tu chỉ lưu chỉ ly ấy na tớ dân tớ có bờ miên trào này bờ chân ca sùng cù nhiên đi sùng cù chẳng mấy nhiên dùng phun bò ra tầng lái bò sân bờ dương khơi nhiệt độ bao dương đo nó sạch tay đủ ba đo được cả nà môi nhiệt độ bao dương đo nó phim cây tro đo được cả nà môi hay là dương chỉ đạm miền tro phần bát là dương ai chui từng lúc cùng rong trong đo nhiệt độ bao dương được ấy hai ba đo nó sạch tay sấp sạch tay chầm ra đo nó tro phần bát là mốc độ bò rong từ tu tiên ấy chẳng tới ấy chẳng nhiệt độ ai tay tay rồi lại tay tay rồi ăn là tay tay cao xa xa là bao dương hai bài kia du là kỳ miền ba thì che chui dương thì che cổ vật thon dương ấy che cho dân tớ là chẳng hết bán như lúc ấy một tháng ca đại dương sông cung nhiệt nãy chặt túc thái chia ngàn cố đỏ đòn và ngàn cố đỏ đòn ai thì buồn cứ lúc sông đây ông pi ca nghe tầng lái là đại mình miền tu và ca như thằng lái đại mình miền tu anh đã bình chia đi cam ma và ca nghe đại dương phương tập hai là chia ca nghe đại mình được có đòi tu bày tế lúc tháng chia mình cô đỏ đòn đã ca nghe vậy khác là đại chia ca nghe mình miền tu nhiên nhung phật bồ tát là thằng lái và bạn chia mấy thằng ca nghe đại mình miền tu cứ ca nghe một con cả đời nà sơ chở rắt tiền tròn ca nghe mình cấp kênh và vang ca nghe mình cây mình long nè là tây ca nghe bao một sao lứa ca nghe nà chuyên tô kho nà đem ram và ca đại ra sa ma sa pu ba tung há để dám ca nghe tầng on tầng ấy nà mình mới chia ca nghe và có tới đấy mình biên tu không tề nà ca nghe tầng lại nà để thôi tao hái nà rishka prà ai nhà chặt chọn đặt học miếng càng nghiêng tầm ông ấy chiếc càng nghiêng miền tô vậy nhá kinh bị càng nghiêng miền tô mình miền tô kinh ông bị càng nghiêng đại miền tô móc lòng rất càng nghiêng đại mình miền tô thứ gì càng bảo sao gì càng ó miền sông xuôi đấy ngực nóng trong cua xa bỏ luôn này cam na và dư một rất càng nghiêng tầm ai đại miền tô là càng đi tập ăn một ấy luôn ở một tháng mình mới chia càng đi đây một con và đói ngàn cồn tề ấy chắc càng đi đây mình miên tu cứ càng đi sẽ trở ra tiền tròn càng đi đây mình đại miên tu nhiên dùng phút bỏ ra của bạn trộm chùa bạn đang hái thả à, cứ chia càng đi tại chương tự ọc đi bạn thưa tập hai là kêu cho ta là hai dân ban thưa tờ hai nhà phong lại mình co thật xa mình bình chất là càng nghe tầng ông ấy cua tài chiều hiền hay càng nghe tầng ông ấy cứ miền ấy là càng nghe một phần đời cai là
ើមនឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងការងារទាំងឡាយណាដែលជាការងារទុច្ចរិតណាយើងលោកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគេជៀសវាងការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយការងារទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយសុចរិតទៀងត្រង់ត្រង់ត្រូវលោកឲ្យយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តណាធ្វើដូច្នេះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងមគ្គុលគាថាទី5នេះដែលលោកសម្ដែងអំពីការបរិច្ចាគទានមួយការសង្គ្រោះការប្រព្រឹត្តធម៌មួយការ